Trong bối cảnh căng thẳng Iran-Israel leo thang, đài NBC News dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ và Israel đưa tin, Israel đã thu hẹp danh sách các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng tiềm năng ở Iran và có thể tiến hành một cuộc tấn công trả đũa sớm nhất là vào cuối tuần này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã sẵn sàng cho chiến tranh. Theo đài NBC News, Iran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hay tiến hành ám sát có chủ đích hay không. Song NBC News cho biết, các quan chức của Mỹ tin rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Tel Aviv sẽ đi xa đến vậy. Trung Đông đang đứng trên bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện sau khi Tehran phóng một loạt tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 10 nhằm trả đũa vụ sát hại thủ lĩnh phong trào Hamas và Hezbollah, cũng như một vị tướng của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Iran tuyên bố nước này chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự, không có thương vong nào về dân thường Israel. Phát biểu trong chuyến thăm Iraq mới đây, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng không tìm kiếm điều này. Ngoại trưởng Araghchi khẳng định, chiến tranh xung đột và các hoạt động của Israel chống lại người dân Gaza và Liban phải dừng lại. Như tôi đã nói, khu vực đang trong tình trạng khủng hoảng và nguy cơ xung đột leo thang căng thẳng là rất cao. Nguồn gốc của tất cả những điều này là Israel tấn công Gaza, và hiện nay điều này đang diễn ra ở Liban, và nó có thể lan rộng ra các quốc gia khác. Điều này có thể đặt khu vực vào một tình huống rất nguy hiểm và có nguy cơ xung đột toàn khu vực. Chúng tôi cần phải đối phó với các hành vi manh động của Israel, cuộc chiến, xung đột và các hoạt động của họ chống lại nhân dân Gaza và Liban phải được chấm dứt. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng cũng sẵn sàng cho hòa bình. Đây là lập trường dứt khoát của Cộng hòa Hồi giáo. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự. Chúng tôi không sợ chiến tranh, nhưng chúng tôi không mong muốn chiến tranh. Chúng tôi muốn hòa bình và sẽ tìm kiếm một hòa bình công bằng ở Liban và Gaza. Theo các nhà phân tích, bình luận của Ngoại trưởng Iran dường như nhằm phản bác lại ý kiến cho rằng Iran sẽ hứng chịu một cuộc tấn công của Israel mà không có phản ứng nào như những gì đã diễn ra hồi đầu năm nay. Các quan chức Israel đang thúc đẩy Tel Aviv tiến hành các cuộc tấn công trả đũa tàn khốc, bao gồm nhắm vào cả các cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi Mỹ muốn hạn chế phản ứng để tránh một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể lan rộng khắp khu vực. Một nguồn tin tại Tehran quen thuộc với vấn đề này nói rằng Iran đã chuẩn bị sẵn sàng để tự vệ và trả đũa bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Israel, đồng thời khẳng định Tehran sẽ đáp trả tương xứng. Nếu Tel Aviv nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của Israel. Các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng khác, chẳng hạn như nhà máy điện hoặc cơ sở hạt nhân, cũng sẽ thúc đẩy các cuộc tấn công trả đũa vào các cơ sở tương ứng ở Israel. Tehran cũng cảnh báo Tel Aviv không nên thực hiện bất kỳ bước leo thang không cân xứng nào. Nếu cuộc tấn công của Israel gây hại cho dân thường, Tehran có thể sẽ sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình. Cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah vào miền trung Israel tối 13 tháng 10 theo giờ địa phương và thị trấn Binyamina, miền trung Israel đã khiến hơn 60 người bị thương, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho quân đội Israel. Các bệnh viện ở Israel đã xác nhận thông tin này qua các nguồn tin địa phương rằng một số nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Trong thông báo sáng 14 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận có 4 quân nhân thiệt mạng và 51 binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công tại khu vực Binyamina, miền trung Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết không có còi báo động không kích nào được kích hoạt trước cuộc tấn công và đang tiến hành điều tra vụ việc. Đây được coi là một cuộc không kích hiếm hoi vào lãnh thổ Israel, dẫn đến số người bị thương lớn như vậy, do các hệ thống phòng không của Israel thường phát cảnh báo trước khi xảy ra các cuộc tấn công bất ngờ. Đài phát thanh quân đội Israel cho biết, điều tra ban đầu cho thấy ít nhất 2 máy bay không người lái đã di chuyển từ Liban và tiếp cận Israel từ biển Địa Trung Hải. Một trong hai đã bị ngăn chặn, nhưng quân đội Israel vẫn chưa truy tìm được chiếc còn lại. Khoảng 1 giờ sau vụ tấn công, quân đội Israel thông báo đã đánh chặn một máy bay không người lái khác từ Liban tại vịnh Haifa, miền Bắc Israel. Trước đó, lực lượng Hezbollah đã tuyên bố rằng các UAV mang thuốc nổ của họ đã tấn công thành công căn cứ của lữ đoàn Golani ở miền trung Israel, khẳng định cuộc tập kích đã đạt được mục tiêu. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công UAV gây thương vong nặng nề nhất cho quân đội Israel kể từ khi đợt giao tranh xuyên biên giới giữa IDF và Hezbollah bùng phát vào ngày 8 tháng 10 năm 2023. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, cuộc tấn công UAV của Hezbollah một lần nữa cho thấy hệ thống phòng không đa tầng hiện đại của Israel có thể bị xuyên thủng, ngay cả khi đối mặt với các thiết bị bay không người lái có tốc độ không quá cao, chân bay thấp và số lượng không nhiều.
Thực tế này có thể khiến Israel phải tiếp tục trì hoãn kế hoạch trả đũa cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel vào tối mùng 1 tháng 10 vừa qua. Quân đội Israel thông báo Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD tại Israel giữa bối cảnh căng thẳng với Iran. THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở độ cao lớn. Đài phát thanh quân đội Israel mô tả động thái này là một phần trong các biện pháp chuẩn bị của Israel để phản ứng đối với cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran. Trước THAAD, hệ thống phòng không của Israel dựa vào 3 hệ thống: Arrow cho tầm xa, Davis Link cho tầm trung và Iron Dome cho tầm ngắn. Tất cả đều không đánh chặn được nhiều tên lửa của Iran trong cuộc tấn công gần đây. Trung Quốc thông báo cuộc đàm phán mới nhất về thuế quan của Liên minh châu Âu-EU với xe điện Trung Quốc đã kết thúc ở Bruxelles nhưng vẫn còn những khác biệt lớn. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quyết định của EU trong việc áp đặt mức thuế lên tới 45% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc từ cuối tháng 10 đang gây ra nhiều tranh cãi. Lo lắng đang bao trùm Cognac, một thị trấn cổ kính xinh đẹp tọa lạc tại miền Tây Nam của nước Pháp và là quê hương của loại rượu mạnh nổi tiếng cùng tên. Khi cuộc chiến thương mại giữa EU và Trung Quốc nóng lên, các nhà sản xuất rượu Pháp được dự đoán là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hôm 8 tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với rượu mạnh nhập khẩu từ EU, chỉ ít ngày sau khi Ủy ban châu Âu EC thông báo bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2024, sẽ áp mức thuế lên tới 45% đối với xe điện Trung Quốc nhập khẩu vào châu Âu. Chúng tôi vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhưng rõ ràng là việc bị áp thuế sẽ diễn ra vào một ngày nào đó. Không chỉ tôi mà cả khu vực này đều đang rất lo lắng. Năm nay, Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về rượu mạnh của EU và Pháp được xem là mục tiêu chính trong cuộc điều tra của Bắc Kinh bởi chính quyền Paris tích cực ủng hộ việc áp thuế quan lên ô tô điện Trung Quốc. Năm ngoái, xuất khẩu rượu mạnh của Pháp sang Trung Quốc đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 99% nhập khẩu dòng rượu này của Trung Quốc. Dù việc áp thuế vẫn chưa được triển khai, do Bắc Kinh và Bruxelles vẫn đang trong giai đoạn đàm phán đối với các vấn đề áp thuế xe điện, song một số nhà phân tích lo ngại rằng đây là một bước đi sai lầm có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực, không chỉ đối với Trung Quốc mà còn cả với chính nền kinh tế EU. Cụ thể, thuế quan mới có thể làm chậm quá trình chuyển đổi sang xe điện tại châu Âu, mâu thuẫn với mục tiêu giảm phát thải carbon của khối. Việc bảo hộ thị trường nội địa có thể làm giảm áp lực cạnh tranh, khiến các nhà sản xuất ô tô châu Âu trở nên trì trệ và ít đầu tư vào công nghệ mới. Trong khi đó, ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như chi phí sản xuất cao, chậm đổi mới, quy định về khí thải khắt khe và việc tiếp cận vốn đầu tư cho các dự án phát triển EV còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, các nhà sản xuất châu Âu vẫn cần tiếp cận thị trường nhiều tiềm năng là Trung Quốc.